Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Giang ô tô Cần Thơ, và mình là Trường Giang, chuyên kinh doanh các dòng xe tải, xe ô tô đã qua sử dụng. Số điện thoại liên hệ của mình là 0939529686. Và để quay trở lại video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho anh em một con siêu phẩm mình mới vừa đem về, đó là con N250SL. Con này đường dài 4.3 nha anh em, tải trọng là 2.490 tấn. Con này thì đăng ký năm 2022 và đời là 22 luôn nha anh em. Mình sẽ quay tổng thể cho anh em xem trước. Xe siêu lướt 2022. Phòng là chưa dùng quả nào hết nha anh em. Xe thì cực kỳ zin. Con này thùng là thùng hãng. Con này thì mình mới vừa đem về chưa có rửa gì hết, nhưng mà rất là đẹp. Quay vào cái phần nội thất cho anh em xem. Xe thì như mới, không có gì để mà cho anh em coi hết. Quan trọng là về giá cả để cho anh em tham khảo thôi. Đường 32.000 km nha anh em. Sẽ quay cái đồng hồ cho anh em xem. Thì đi chuẩn 32.845 km nha anh em. Con này thì trang bị cho mình thì đầu radio có USB, cổng AUX, cabin máy lạnh. Máy lạnh thì có thêm dàn nóng nha anh em. Đây máy lạnh, này là có nóng lạnh. Đối với dòng Kia mới thì nó chỉ có là dàn lạnh thôi, nó không có cái chế độ sưởi này. Sẽ đi qua tới với cái phần động cơ cho anh em xem. Thì về anh em rửa thì nó như mới thôi, tại vì đậu hơi bụi đó nha anh em. Máy cực kỳ nhiều, xài ra điện thấy cực kỳ. Đặc biệt là con này mình có hỗ trợ gấp nối cho anh em nha. Hiện tại ngân hàng còn là 280 triệu, anh em đưa trước 210 triệu nữa là lấy xe về. Thì tổng chi của xe này hiện tại thì mình đang kêu là 5
Về phần giá cả thì con này hiện tại là còn ngân hàng 280 triệu nha anh em. Anh em trả trước là 230 triệu. Phần còn lại thì mình cũng nói theo ngân hàng. Thì tổng chi của xe này mình đang kêu là 510 triệu. Anh em xem xe thì thương lượng. Rồi cảm ơn anh em đã xem video. Chúc anh em ngày làm việc thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.